Lý Sơn mưa gió đang mạnh dần. Lúc 9 giờ sáng nay 27 tháng 9, tại đảo Lý Sơn đã có mưa to, gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Biển động, sóng biển cao từ 1 đến 1,5 mét. Gió kèm theo mưa đang tăng dần. Lý Sơn nghiêm cấm tất cả người dân không được ra khỏi nhà sau 10 giờ trưa nay để đảm bảo an toàn. Phân công các lực lượng trực 24 trên 24 giờ để xử lý tình huống xảy ra khi bão đổ bộ vào Lý Sơn vào chiều và tối nay.